2 cho các bạn nhé. Cái con JBL Chuck 4 hôm bữa mình fit cái lỗi liên quan đến vấn đề sạc ha. Đây cho một số bạn thắc mắc này. Đây con này mình đã fit ok ha. Đây cắm sạc này. Nó báo cái đèn sạc đấy ha. Đó. Thì cái dòng loa này fit cái lỗi mà liên quan đến vấn đề sạc cũng khá là khó khăn đấy, khá là vất vả ha. Nhưng mà mình đã fit ok này. À, bây giờ mình sẽ tiến hành test cho bạn xem cái chất âm của nó ha, liên quan đến cái dòng JBL Chuck 4. Đấy, khá là xịn sò. Giờ mình sẽ tháo sạc này. Test cho bạn xem luôn ha. Đây. Đóng lại cho nó gọn. JBL Chuck 4 nào. Đấy, mình đã sạc đầy pin rồi ha. Đây mình đã kết nối trên điện thoại này, JBL Chuck 4 ha. Đó. Rồi sẽ tiến hành test nhạc. Đây mình sẽ lấy nhạc ở trên kênh của mình ha. Đây. Này bây giờ mới là nghề hot này. Sinh viên ra trường mẹ cứ đi học mấy cái đại học ra không kiếm được việc làm, mấy ông này làm không hết việc này. Nhiều người cứ hỏi là làm cái nghề này có kiếm không? Nói thật với anh em thì tháng nào ít thì cũng được 30. Nghề này bây giờ mới là nghề hot này. Sinh viên ra trường mẹ cứ đi. Để test nhạc cho bạn nghe ha. Đây, mở mắt luôn ha. Vậy là cái con loa này hoạt động ok ha. Giờ đã sạc được này. Pin đầy đó ha. Rồi âm thanh nghe khá là hay. Khá là ấm luôn. Trên cái dòng loa JBL Chuck 4 ha. Khá là xịn sò. Đây ha. Nó có Chuck 4 này ha. Bạn nào cần mà sửa loa thì có thể liên hệ mình qua số Zalo trên màn hình ha. Mình nhận sửa tất cả các loại loa Bluetooth luôn ha. Đây ha. Con Chuck 4 này giờ đã ok rồi. Rồi chào các bạn nhé. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo ha. Mm-hmm.